Xin chào các bạn. Hôm nay là buổi sáng thứ năm, chúng ta đang có mặt ở thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định. Quay lại Quy Nhơn lần này, tâm trạng của tôi nó cũng rất là dạo dực vì cái mảng gia tiên của tỉnh Bình Định cũng mới vừa diễn ra đầu năm thôi, và trong đầu tôi nó vẫn còn vang vọng những cái câu mà các vong linh của tỉnh Bình Định hô vang, đó là Việt Nam vạn tuế. Lộ trình của chúng ta thì từ đây vào đến thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng độ 670 hay 680 cây nữa. Tôi sẽ cố gắng lái vào đến trong đó để có thể vào đến trong đó buổi tối hoặc đêm hôm nay. Nếu mà còn sớm thì tôi sẽ làm luôn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn nếu không thì phải để đến ngày mai. Và lộ trình lịch trình như thế nào thì tôi sẽ làm các clip để thông báo lên cho các bạn. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì lại là một chủ đề. Một chủ đề này nó đang rất là nóng bỏng ở trên các cái trang TikTok. Họ giả danh tôi, lấy nick của tôi hoặc là up các clip của tôi lên trên các trang mạng với một cái mục đích bôi nhọ và cắt ghép, để rồi làm hạ cái uy tín, cái danh dự cũng như cái giá trị công việc của tôi. Hãy bắt đầu từ những clip của tôi. Thưa các bạn, ngay từ đầu, những ngày đầu công việc cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nói với các bạn một điều rằng clip của tôi là các clip chứng minh sự hiện hữu của tâm linh, nó gắn liền với đời thường và song song với đời trần này là như thế nào. Các clip này nó sẽ còn lưu lại để sau này nó là các cái vật chứng, nhân chứng lịch sử cho cái góc độ tâm linh của đất nước. Ngày hôm qua thì tôi có nhận được một tin nhắn. Một tin nhắn này tôi cũng nên đọc cho các bạn nghe và tham khảo về một cái diễn biến của một cái tâm khi bắt đầu tiếp xúc với các clip của chúng ta thông qua các trang mạng TikTok, rồi tìm đến các clip của chúng ta trong YouTube, để rồi quan điểm nhìn nhận của họ thay đổi như thế nào. Tôi xin đọc tin nhắn của họ. Đây là tin nhắn của bạn đó. Chào thầy, mấy ngày nay con đã xem khá nhiều các clip của thầy, thực sự biết ơn thầy rất nhiều. Trước hết con đã cởi bỏ được những rào cản thẳm sâu bên trong con, cho con hiểu rõ thế giới này, vũ trụ này đang vận hành như thế nào. Những rào cản sâu trong sâu thẳm của con được các quan phù hộ, nhưng không hiểu sao sâu thẳm bên trong cứ có cái gì đó chống lại con, chống lại niềm tin đấy. Con biết đến thầy là nhờ em gái con. Em con nói không biết lý do gì mà nó cứ thôi thúc phải xem các clip của thầy. Rồi khi em con nói với con về kênh của thầy, ngay trong tâm con cũng có những phán xét không đúng về thầy, dựa trên những hiểu biết cá nhân, đặc biệt là có xem một số video trên TikTok, ai đó đã cố ý cắt ghép những clip thầy điều binh khiển tướng. Khi nhìn những hiện tượng, con lại phán xét dựa trên quan điểm cá nhân. Mặc dù biết đến thầy một thời gian khá lâu rồi, nhưng con không hề mảy may quan tâm đến thầy. Chỉ đến khi em gái con nó cứ hối thúc, xem đi, nó cũng chia sẻ một số vấn đề nó hiểu khi xem kênh của thầy. Con đã xem liền hai đêm liên tiếp. Trước hết, hiểu ra các cõi, hiểu thêm vũ trụ này, hiểu được công lao, hiểu được phước đức mà thầy và nhóm của thầy đang miệt mài không ngừng trong những năm qua. Hiểu được lý do vì sao Việt Nam đang dần tiến tới cường thịnh. Thấy được công ơn của thầy đối với không biết bao nhiêu vong linh, đặc biệt là các vong linh của các anh hùng liệt sĩ. Thực sự, con biết ơn thầy đã khai mở rất nhiều. Con chợt suy nghĩ những vấn đề này. Rồi cái này tôi chắt lọc để tôi đọc những cái thông tin nó, cái quan điểm của bạn ấy rất là hay như thế này. Qua theo dõi các clip của thầy, con thấy thầy vô cùng vất vả. Chỉ có mấy thầy trò nhưng suốt ngày rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất nước, miệt mài dọn dẹp các thực thể tâm linh có ảnh hưởng đến mọi người, mọi gia đình và cả quốc gia. Quả nhiên điều này là vô cùng gian nan và vất vả.
Chuyện kinh phí chỉ là vấn đề nhỏ, việc lớn là việc đón nhận các thông tin, sắp xếp, lập kế hoạch, chắt lọc và chuẩn bị cho mình một sức khỏe để triển khai giải quyết công việc này một cách lâu dài. Nhìn khối lượng công việc đó của thầy thấy thật vất vả. Có cách nào tổ chức để việc này được hiệu quả hơn không thầy nhỉ? Sau đó bạn ấy đưa ra những cái đóng góp về ý kiến của bạn ấy trong cái cách quản lý cũng như là cái cách thực hiện triển khai công việc. Thưa thầy, trong thời gian qua cũng có nghiên cứu khá sâu về kinh tế, chính trị, lịch sử và khoa học Việt Nam, đặc biệt là cơ hội trở thành con rồng châu Á và thế giới. Con cũng đã nhìn thấy những hoạt động thực tiễn ở cõi trần này. Khi xem các video của thầy, con càng tin tưởng vào những gì con biết về phần dương, cả về phần âm, hài hòa. Những nhận định của thầy ngày càng khiến con tin tưởng và đã định hướng cho cái lựa chọn của con. Theo con, thầy nên làm những việc như sau. Cần có một đội ngũ hỗ trợ để làm công việc đó. Tổ chức tiếp nhận phân loại thông tin. Lập kế hoạch công tác cho thầy theo thông tin đã phân loại. Tổ chức các hoạt động truyền thông chuyên nghiệp rộng rãi theo mục tiêu và nhiệm vụ mà thầy đã giao. Tiếp nhận các phản hồi từ cộng đồng. Cử đại diện phát ngôn của thầy ra cộng đồng. Tư vấn đến các vấn đề liên quan đến pháp lý, hỗ trợ trên đường đi. Hệ thống kết quả các công việc của thầy để làm tư liệu, lịch sử. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ online. Thiết lập bản đồ tâm linh Việt Nam, thiết lập lại bản đồ kho báu, quy trình triển khai các hoạt động khai quật để đảm bảo tính công minh, minh bạch và đúng pháp luật, vân vân. Trước hết, tôi cần nói với các bạn như thế này. Kênh của tôi và kênh của chúng ta là một kênh khá chất lọc người xem. Phải là một người có chiều sâu về suy nghĩ và nhìn nhận thì mới xem được các clip của chúng ta. Xin lỗi các bạn, chút nữa bạn ấy lấy cái chìa khóa xe đó này. Học trò của tôi đang... Các clip của chúng ta nó mang cái tính chứng minh sự hiện hữu của tâm linh. Tôi muốn các clip này nó sẽ có sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây không kiểu lan tỏa theo kiểu mà chuyên nghiệp đâu. Tôi không phải là tôi không muốn làm theo kiểu chuyên nghiệp. Vì khi mà đi vào chuyên nghiệp, nếu như tôi là một người làm kinh doanh thì tôi rất là chuyên nghiệp. Tôi rất là chuyên nghiệp. Tại vì tôi là một người có một cái đầu óc và cái quy mô cũng như cái tầm nhìn chiến lược về kinh doanh rất là giỏi. Trước đây tôi kinh doanh rất giỏi. Nếu là kinh doanh thì tôi có tầm nhìn và có một cái cách quản lý cũng như phát triển nó rất là tốt. Nhưng đây là tâm linh. Tôi không muốn sự chuyên nghiệp. Tôi muốn sự lan tỏa. Và cái lan tỏa này cũng không cần sự tác động vật lý hay là tác động khách quan, ví dụ như là chạy quảng cáo, chạy view, chạy like, tôi không làm điều đó. Mà tôi để nó lan tỏa từ từ. Cái từ từ này nó mới thấm, nó mới ngấm và nó chất lọc những người xem. Chất lọc những người xem. Cho nên có rất nhiều, thực ra từ trước đến giờ cũng có rất nhiều bạn quay xe về tư tưởng giống như bạn này. Quay xe về tư tưởng. Vì có rất nhiều người, tại vì cái mạng TikTok là cái mạng nó phát triển rất mạnh. Và cái mạng TikTok là cái mạng nó phát triển những cái hình ảnh mang cái tính chất tiêu cực hay cái mang cái tính chất gọi là xấu xa, vì người ta cắt ghép thông tin và chế ghép những cái thông tin của tôi trên các clip. Cho nên nó sẽ là một cái rào cản đối với những mọi người khi tiếp cận đến tôi. Và tôi nghĩ một điều này tôi không thể lấy làm buồn vì điều đó. Vì tôi nghĩ đó chính là quy luật. Đó chính là quy luật. Những ai muốn tiếp cận được các clip của tôi qua YouTube, nó cần có một sự trải nghiệm, có một cái sâu về nhìn nhận. Nếu mà bị cái rào cản TikTok đó nó ngăn cản thì sẽ không tiếp cận được các clip của chúng ta. Và điều đó đối với tôi không quan trọng. Tôi không quan trọng. Tôi không cay cú cái chuyện đó. Mà tôi chỉ buồn cho các bạn đó, vì các bạn ấy chế giễu và cắt ghép cũng như xuyên tạc các cái clip thì các bạn sẽ phải gánh thôi. Chứ còn tôi không lấy làm buồn về điều đó. Vì tôi nghĩ một điều rằng những clip kiểu dạng những clip chúng ta đang làm nó rất chất lọc những người xem. Rất chất lọc những người xem. Và các cái lượt đăng ký của chúng ta ở trên kênh YouTube nó cứ mỗi tuần 1.000. Mỗi tuần 1.000. Theo tôi đó là một sự phát triển và một sự lan tỏa.
mang tính chất hợp lý. Còn về cái mảng quản lý thông tin cũng như là tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin thì thưa các bạn, tất cả những việc đó về trả lời Zalo thì tôi là người trả lời, còn là người sắp đặt lên lịch mọi việc thì đó là vợ tôi. Tất cả một khối lượng khổng lồ công việc mà bạn ấy vừa đưa ra thì vợ tôi là người song hành với tôi xử lý việc đó. Để tôi đi được các tỉnh, để tôi đi được các gia đình, đi được một tuyến đường nó thuận lợi thì vợ tôi cầm điện thoại cả ngày luôn các bạn. Thời gian dành cho con cũng rất là ít, Cho nên là việc đó thì trước hết tôi xin cảm ơn cái tâm của bạn đó. Và cũng trả lời với bạn cũng như mọi người rằng vì sao tôi không làm truyền thông. Bây giờ thì người ta mà làm ăn bất cứ một cái góc độ nào người ta cũng cần truyền thông. Nhưng chúng ta làm về tâm linh, chúng ta cần sự lan tỏa, chúng ta không cần truyền thông. Truyền thông hãy để nó phát triển một cách tự nhiên, chứ không cần thúc đẩy nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chặng hành trình vào thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.